Đây là cái kho máy gặt hiện có của công ty mình ha. Ở phía trong nhà kia mình cũng để có rất là nhiều. Thì hiện tại có bây giờ là có DC70 ha, DC95 và 105. Những cái máy DC70 đẹp thì mình để phía bên đây. Giống như mấy chiếc này. Rất là đẹp ha. Như một số máy DC70 loại mới, loại Plus này cũng từ Thái về, có giấy tờ hải quan đầy đủ ha. Bên đây là phía giải, bên đây những cái máy rẻ tiền. Tầm từ 200 mấy tới 300 mấy. DC70G này cũng còn nhiều lắm. Ở khu trong này đây xem DC70G không nè, để mấy G hết. Ở đây thì mình còn chiếc 195 ha, DC95GM với 4 chiếc 105. Đây là từ phía trước nhìn vào ha. Đây là máy cài ở phía trước á, của chồng tháng 5 tháng 6 á, thì tháng này thì máy cài bên kia họ không có, cho nên mình có một ít, giờ chỉ còn là 4708 XB cũng mới về 5018 mà nhiều bác hỏi nè. Rồi Văn Ma 453 có luôn rồi đó. Văn Ma 494 ha, 4508 còn con. 3608 đây. 3408. Rồi đó. Còn nhiều đây thôi, với lại phía sau á còn 45 chiếc 7040 với 6040. Thì mọi người cứ gọi cho mình chắc ăn nhất nha, gọi cho mình báo cho chính xác nha. Chào mọi người nha, đây là cái khu vực mà để mình bảo dưỡng máy cho khách đó. Những cái máy đã bán rồi nằm đây hết ha. Thì mình bảo dưỡng tùy theo mức độ mà làm nha. Có thể là 60 như chiếc kia 60 thì làm hết. Về bảo dưỡng một phần nhỏ nè. Này máy, hai cái máy này xong rồi. Đây là 70G đang hạ bộ. Với hai chiếc này thì đang đợi làm. Mình làm thì theo mức độ nha, mọi người có thể tới xem. Còn cái phía ngoài đây là mình khu vực mình để trưng bày máy, mọi người cứ lựa máy ở đó. Đây là khu bảo dưỡng. Những máy đây làm miễn phí hết nha. Chào mọi người, bữa nay về thêm một container, hai container chứ, của máy gạch và điện hợp, tổng cộng 6 chiếc á. Máy này chất lượng 90% hết nha. Để bây giờ mình chuẩn bị xuống máy xong rồi mình sẽ quay từng chiếc cho mọi người xem ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Rồi bây giờ xuống xong cái container này rồi nha mọi người. Quay sơ sơ trước. Hiện tại giờ thì nó chưa có được lột ra. Đây. Xuất tinh rồi. Cái này đẹp nhất nè, biển số 6036 nè, bển về luôn á. Alo. Rồi đúng rồi. Gần bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Rồi. điện số này là 0965 566 557 ha, điện số đó nè. 0965 566 557. Rồi. Rồi cái này lô máy cài mới về 10 chiếc nè. 3408 với 4008 giờ đang gáp vô hoàn chỉnh nè. Mọi người cứ tới xem được rồi đó. Alo. Đây mấy cái lô máy này mới về cũng còn ok lắm. Số đó đây. Rồi xin chào mọi người nha. Nếu mà mọi người cảm thấy thích cái kênh video của mình á, thì ở phía đây nè sẽ có hiện cái nút đỏ đỏ, nút đăng ký á, thì mọi người nhấp vào đó là mọi người sẽ theo dõi cái kênh bán hàng của mình. Thì ủng hộ mình bằng cách like video ha. Cảm ơn mọi người nha. Đây là ở phía trước công ty nha mọi người. Thì cái địa chỉ của mình đây là đường quốc lộ 53 nè ha. Mình đang ngay đầu đường quốc lộ 53, địa chỉ số 167 á, huyện Long ý của ấp Long Thuận A, xã Long Phước, huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long. Thì mọi người muốn dễ đi hơn thì cứ gần xa xa đây có một cái chỗ, cái tòa nhà trắng trắng là cái bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long á, thì hỏi người ta bệnh viện đa khoa ở đâu là mình, công ty mình cách đây có khoảng đúng cây số qua một cái cầu me lớn nha. Cầu me lớn. Rồi cảm ơn mọi người nha.